hiện nay Hưng đang quay trở lại trường tiểu học Lái Hiếu ở Điểm Lẻ để đóng tiền ăn sáng cho em Cao Kim Yến. Thưa cha học tâm thì đây quay thời gian 3 tháng cũng đã hết. Và Hưng đến đây để đóng tiền những tháng tiếp theo. Thì thưa chú là hồi trước con có đóng tiền là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Vậy thì bây giờ con đóng tiếp tục là tháng 1, tháng 2, tháng 3 tiền ăn sáng cho bé Yến. Hồi trước là mình mỗi tháng là 22 buổi là tương ứng 220. Trong thời gian đó mình tới nửa tháng. Dạ. Coi như là trừ ra nửa tháng còn tổng cộng là 550. 550. Dạ. Như phần gia đình nó có ba đứa con đi học mà mẹ nó thì lo hái rau bán rồi nuôi ba đứa thì cũng nhờ nhà hảo tâm giúp đỡ rồi gia đình cũng ổn. Cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm. Dạ. Nhà gia đình họ cũng đỡ được phần nào. Xin thưa các nhà hảo tâm, hiện nay thì Hương đã đến trung tâm trí việt nơi mà em Cao Kim Yến đang học bài văn ở đây. Và 3 tháng trước thì Hương cũng có đóng tiền từ hồi tháng đóng tới tháng 1 phải không nha? Thì chị đóng tháng 11, 12 tháng 1 là bây giờ đóng tiếp 3 tháng còn lại của Úc. Thì kính thưa các nhà hảo tâm, trong thời gian vừa qua thì cũng có một khoảng thời gian là do dịch Covid nên là trung tâm cũng có việc bây giờ. Thì bé Yến đã quay trở lại học và 3 tháng còn lại chị đóng cho bé là tháng mấy? Từ tháng mấy ha nha? Dạ tháng 3, tháng 4, tháng 5 mới còn. Ừ, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Thì 3 tháng thì cũng giống như lần trước là bé Yến được giảm mỗi tháng nên là còn được còn mỗi tháng là 300 ngàn, 3 tháng là 900 ngàn. Như là sau lớp 1 nha, lớp 1 nha. Rồi, chị cảm ơn. Thưa các nhà hảo tâm, thì đây là bé Cao Kim Yến đã được sự hỗ trợ của anh Quách Long trong thời gian vừa qua, hỗ trợ tiền ăn sáng mỗi ngày, đồng thời thì là đóng tiền cho em học ở trung tâm để mà nâng cao cái kỹ năng tiếng Anh của bé Yến. Thì con học tiếng Anh ở đây con thấy như con học được không có tiếp nhận chị không? Có đây chị các bạn không? Thì con học ở đây rồi khi con học lên lớp con thấy con tiếp thu nhanh hơn không? Nhanh hơn nha. Và đương nhiên rồi khi học ở đây thì con có được một lượng kiến thức rất lớn và vô lớp thì sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Và con mong là khi con được học ở trung tâm thì cái kết quả học tiếng Anh ở trường của con sẽ tăng lên. Và cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Trong thời gian vừa qua thì nghe chắc có lẽ là cũng có nghe thầy cô phản ánh về tình hình học tập của em Yến. Nghe cho chị biết là Yến học như thế nào nha. Thì hiện nay thì bé học sao? Bé trên lớp đó là học ở ngoài. Thế lại cũng là tập trung học. Đây cũng một ngoan lắm. Khi mà ông chú Long Bách nghe điều này thì ông chú rất là vui bởi vì có sự hỗ trợ cho con học để mà mình có cái kiến thức cùng nhiều thêm mà con học con chăm chú rồi con tập trung học tốt như vậy. Được là chị Nga ở đây thông báo kết quả như vậy thì cô và ông chú Long Bách đều rất là mừng. Chúc mừng con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa nha. Rồi kính thưa các hảo tâm là với hoàn cảnh của bé Yến là mẹ của bé Yến là nuôi ba đứa con đi học với một công việc đó là chị bán rau những thứ rau đồng thôi mà chị phải nuôi ba đứa con thì thực sự là chị rất là vất vả. Và ngày hôm nay thì Hương cũng định mời chị đến nhưng mà do là chị đang buôn bán ngoài kia nên thôi Hương không có đồng tiền. Rồi hiện nay thì chị có bé Yến thôi. Kính thưa các hảo tâm thì với cái sự khó khăn của chị Yến mà được anh Long Quách mình hỗ trợ vừa là tiền ăn sáng cho bé Yến để bé Yến cũng làm được học đồng thời là đóng tiền học anh Văn Kim cho bé Yến lao các bạn học trong một năm và hàng tháng thì là gia đình bé Yến còn được là cung cấp thêm 20 suất gạo. Thì thật sự là đối với gia đình của bé Yến đây là một sự hỗ trợ rất là lớn và có ý nghĩa rất là thiết thực để cho gia đình của chị Vân cũng như ba đứa con của chị vượt qua khó khăn. Lần nữa thì Hương trân trọng cảm ơn rất nhiều ở trung tâm trí việt đã hỗ trợ phần sách vở trong thời gian vừa qua và cũng có những hỗ trợ rất lớn về tinh thần cho bé Yến. Và đặc biệt là xin cảm ơn anh Quách Long luôn đồng hành cùng với những chương trình của những em học sinh nghèo, đặc biệt là có sự giúp đỡ rất là lâu dài đối với những hoàn cảnh ví dụ như là bé Yến hoặc là bé Kim Trâm, Kim Chi như là thời gian vừa qua. Một lần nữa trân trọng cảm ơn anh. Kính thưa các nhà hảo tâm, trong và ngoài nước cùng một con ngã bảy, sáng hôm nay em đến trường tiểu học Lái Hiếu để đóng tiền ăn sáng cho em Cao Kim Yến. Thưa các nhà hảo tâm, thì trong thời gian vừa qua chú Quách Long do là thương hoàn cảnh của em nên là đã hỗ trợ tiền ăn sáng mỗi ngày để cho em
vững bước đến trường. Và mỗi ngày thì ở đây á, ăn sáng mỗi bữa ăn là 10.000 đồng, mỗi tháng là kỳ cũng là 7-90 ca thì là còn 22 ngày, tương ứng với 220. Và tháng 10 là con có gửi cô một tháng rồi, hôm nay con sẵn vào đó, thì con gửi cho cô 2 tháng luôn nha, cũng như là cuối tháng này 2 tháng nữa là 3 tháng nữa. Ở đây con gửi cô là 4,4 tháng, cũng như là cái này là tháng 11 của tháng 12 con ha. Thì trong thời gian qua Yến có ăn đâu uống bỏ bữa cũng đầy đủ hết cô, ăn bình thường, ăn ngày nào mà học thì Yến chứ ăn. Sự hỗ trợ của chúng con đó thì cô mong là mỗi ngày mình lo lòng để đi học tiếp nha, mình có cố gắng học tốt nha con. Con cảm ơn cô rất nhiều nấu cho Yến. Thưa các nhà hảo tâm, là bây giờ Hương đã đến trung tâm Trí Việt, nơi mà em Cao Kim Yến đã học tiếng Anh một tháng rồi, mới đi vào ngày mấy hôm nay? Dạ, khóa này em mở là một tay tháng 11 rồi. Ngày một tay tháng 11 thì Hương cũng có thông báo cho gia đình là đưa bé vào học rồi. Trong thời gian qua thì Yến học đầy đủ hả nha? Dạ, bé học đều, với lại bé cũng ngoan, theo nhận xét của giáo viên là bé học ngoan, chăm học. Nghe được điều này chắc là anh Long rất lòng mừng. Thì thưa các nhà hảo tâm, chương trình mà học tiếng Anh để mà nâng cao năng lực về tiếng Anh thì đã được anh Bách Long tài trợ. Nay thì gần hết một tháng rồi, yeah. Đến giờ cũng rảnh để mà đóng tiền. Thì ngay chị đóng tiền là đóng bé 3 tháng luôn đi ha. Yeah. Để nhiều khi chị bận nó không có qua được mỗi tháng. Yeah. Là chị gửi 3 tháng là như vậy thôi nha. Dạ, ở bên em thì cũng hỗ trợ cho bé theo kiểu là đóng tiền giáo viên. Thì con em giáo viên thì là 300 nghìn một tháng, thì đóng 3 tháng cho em là 900. Nghĩa là giá của mình với gốc là 350.000. Dạ. Và đây là cho là bé khó khăn nên là có sự hỗ trợ là giá chỉ 300.000 đồng một tháng thôi, 3 tháng là 900.000. Dạ. Là bé đóng hết tháng 1 thôi. À đúng rồi. Đóng từ tháng 11 tháng 1. Thì trong thời gian qua học thì chị cũng có nhờ nha là hỗ trợ thì sách cho bé học đó, tại vì khi họ tâm mà hỗ trợ luôn thì sách thì cũng hơi đuối quá, nên là trung tâm mình hỗ trợ xong rồi nha. Dạ, em đã gửi sách của bên trung tâm em, là em gửi cho bé học, rồi quyển bài tập là em có hỗ trợ thêm cho bé. Dạ. Rồi bé chỉ việc là có một quyển tập để đi học thôi, là em nhớ là đã đủ cho bé trong một khóa rồi. Thay mặt ra cho gia đình của bé thì chị cảm ơn nha, rất nhiều nha, cảm ơn trung tâm Trí Việt đã hỗ trợ cho Cao Kim Yến. Thì giá cả thì cũng thấp hơn, rồi sách các loại sách học thì cũng đầy đủ, không cần phải mua. Một lần nữa thì luôn trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, đặc biệt là anh Bách Long đã hỗ trợ cho bé Yến, không chỉ là tiền ăn sáng mỗi ngày mà bây giờ là còn được hỗ trợ về phí để mà học nâng cao tiếng Anh nữa. Thật sự thì đây là một việc làm rất ý nghĩa, và gia đình Cao Kim Yến có gửi lời cảm ơn anh Quách Long rất là nhiều. Một lần nữa thì Hương xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng với chương trình, đặc biệt là cảm ơn trung tâm Trí Việt đã hỗ trợ cho Cao Kim Yến học tập tốt hơn. Hương xin trân trọng kính chào.